Người làm nghề giáo thường được ví như người lái đò, luôn âm thầm lặng lẽ đưa từng lớp học trò sang sông cập vào bờ tri thức. Giáo viên mầm non cũng thế, họ là những người thầy đầu tiên và quan trọng, dạy cho trẻ những bài học vỡ lòng về cuộc sống, là người ươm mầm nhân cách cho trẻ. Một ngày của cô giáo mầm non bắt đầu từ 6:30 sáng, đến lớp để sắp xếp, quét dọn lớp học, chuẩn bị cho việc đón các bé đến lớp. Mỗi lớp học của các bé lớp nhỏ sẽ có 3 cô giáo phụ trách lớp. Mỗi cô phân công việc với nhau. Một cô sắp xếp lớp học, một cô luôn túc trực để đón bé vào lớp. Một cô sẽ chuẩn bị cho phần ăn sáng của các bé. Khi tiếng chuông trường vang lên, thì các cô tất bật hơn trong việc đón các bé. Mỗi bé có tính cách khác nhau, các cô phải khéo léo và thông minh trong việc rèn luyện nhân cách cho trẻ. Lễ phép với ông bà, cha mẹ, với thầy cô, thân ái và nhường nhịn bạn bè chung lớp, chung trường. Có những bé được ba mẹ đưa đến lớp, nhưng khóc lóc, không chịu vào lớp, thì các cô cũng ân cần hỏi han và chăm sóc từng chút để dỗ dành các bé. Khi các em đã đến lớp đầy đủ, thì các cô giáo bắt đầu cho các em tập thể dục buổi sáng. Các lớp lớn thì được tập ngoài sân trường, các lớp nhỏ thì tập ở trong lớp, kèm theo những giai điệu vui nhộn và tập theo những động tác mà cô giáo đang tập. Tiếp đến, các cô sắp xếp bàn ghế và bắt đầu cho các bé ăn sáng. Tùy theo lớp, ở những độ tuổi khác nhau sẽ có chế độ dinh dưỡng khác nhau, cho nên các cô phải có kiến thức chuyên môn nhất định về dinh dưỡng. Công việc của các cô giáo đòi hỏi sự ân cần và trách nhiệm cao, đặc biệt là lòng yêu trẻ mới có thể bám trụ lâu được với nghề. Thì mình làm ở đây được 13 năm, cái nghề thì chắc mình cũng có duyên. Lúc đầu cũng trong mường tượng là mình cảm thấy là mình yêu thích các bé, mình thích con nít, anh cũng chọn. Mình làm được 10 năm, thứ nhất là có kiến thức về chuyên môn, thứ hai là mình phải hiểu biết về tâm lý trẻ. Mà trẻ không phải là ai cũng giống nhau, bé nào cũng giống nhau. Có nhiều trẻ cần phải ngọt, phải nhẹ, phải cần phải gần gũi, ôm ấp nó. Có nhiều trẻ thì hơi cá tính, thì lại mình phải có một cái cách dạy bé nó khác hơn. Sau bữa ăn sáng, các bé được chia ra hai nhóm. Một nhóm được ra sân chơi các trò chơi vận động với sự giám sát chặt chẽ của hai cô phụ trách lớp. Nhóm còn lại ở trong lớp được cô giáo còn lại dạy những kiến thức cần thiết trong cuộc sống. Đến bữa ăn trưa, các cô phải dọn bàn ghế ra để các bé ngồi ăn, lau tay, lau mặt, chăm chút cho từng bé. Bé nào chậm và lười ăn thì các cô phải ngồi đút từng chút. Đến lúc các bé đã chìm sâu vào giấc ngủ thì các cô mới được ăn cơm và nghỉ ngơi. Buổi chiều khi các bé thức dậy, nhiệm vụ của các cô phải lau người và thay đồ cho từng bạn nhỏ để chuẩn bị cho phụ huynh đến đón các bé. Trong một ngày, hầu hết thời gian sinh hoạt của trẻ là ở trường với cô giáo. Cô cho ăn, cô dỗ ngủ, cô dạy trẻ mọi điều cần thiết như kỹ năng sống, kiến thức về môi trường xung quanh, về âm nhạc, về hội họa và phát triển thể chất. Ở đây, cái số lượng bé đông, nhưng mình cực nhất là lúc đầu năm, khi mà các bé từ nhà mà mới bắt đầu chập chững đi học á, thì cái nề nếp chưa có, thì vô đây cho cái nghiệp vụ các cô thì rèn dạy bảo các bé có nề có nếp. Nói chung áp lực cũng rất là nhiều, khi mình mới làm nghề thì mình chưa có quen, cũng có nhiều bỡ ngỡ lắm. Thì từ từ, nói chung nghề dạy nghề và mình trải nghiệm kinh nghiệm thì dần dần thì mình cũng có một số cái kinh nghiệm, và từ đó thì mình càng cảm thấy là yêu nghề và yêu trẻ hơn. Thời gian một ngày làm việc của các cô giáo mầm non là từ 8 đến 10 tiếng làm việc ở trường, với nhiều áp lực đè nặng lên vai. Nào là tiếng khóc trẻ, nào là tiếng các bé giành đồ chơi của nhau rồi đánh nhau, rồi soạn giáo án và làm dụng cụ để các bé học tập. Nhiều phụ huynh bận việc đột xuất, các cô cũng phải ở lại cùng với các bé. Với khối lượng công việc nhiều như thế, nếu không yêu trẻ và yêu nghề, các cô giáo khó có thể giữ được bình tĩnh và dịu dàng để yêu thương trẻ. Bên cạnh những áp lực trong công việc, thì các cô giáo mầm non còn phải chịu áp lực từ phía phụ huynh vì những vết trầy xước, vết bầm của các em nhỏ ngoài tầm kiểm soát của các cô. Học trò đông mà mỗi đứa một cá tính, nó chơi với nhau thì sẽ cũng còn có những cái sơ suất, cào nhau, cắn nhau.
thì một số phụ huynh thì họ cũng thông cảm, nhưng mà một số phụ huynh họ cũng chưa có hiểu hết, hoặc là họ chưa có thông cảm, họ cũng gây khó dễ cho mình. Thì nói chung là những cái khi đó thì mình cảm thấy buồn. Cô mong đợi là phụ huynh là thông cảm và hiểu cho cái ngành giáo viên mầm non. Tự vì cô trong giáo viên mầm non là vừa là mẹ, vừa là giáo viên, vừa là bảo mẫu, thậm chí là y tá, họa sĩ luôn. Nên mong là phụ huynh thông cảm là khi mà có việc gì xảy ra, trước hết mình phải bình tĩnh, mình trao đổi với giáo viên, xem coi tình hình của bé nó tới mức độ nào, mình tìm cách giải quyết với nhau. Trong cái ngày này qua 13 năm á, thì cô Cúc thấy á, không có cái gì mà hạnh phúc bằng cái sự thông cảm của phụ huynh. Và hơn hết, chính lòng yêu nghề đã giúp các cô vượt qua những thử thách, rút ra những bài học kinh nghiệm gắn bó lâu dài hơn với nghề. Những tiếng lòng của các cô giáo mầm non cũng chính là niềm mơ ước. Hy vọng các phụ huynh luôn luôn chia sẻ và thấu hiểu cho công việc của những người giáo viên mầm non, luôn nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành vai trò là người thầy, người mẹ, người chị của các em.